Ở đây mình còn cây dâu nữa các bạn. Một cây dâu phải nói cũng rất lớn. Đây. Cây dâu này thì mình mua 5 triệu. Một con tử ra vào thân chính. Thân chính thì dáng hơi siêu một chút. Dâu thì nó dễ sống lắm các bạn ạ. Rũ đất sạch đi trồng cảnh nó vẫn sống mà. Đấy, các cụ ngày xưa nói là dâu thì trồng ngược nó cũng sống. Cây dâu này thì mình chơi theo cái lối thả rông hơi khuôn khuôn một chút thôi, chứ cũng không phải là cầu kỳ quá. Cho lốt lên xe là mang về một chuyến luôn. Hai cây sung, hai cây lộc vừng và một cây dâu. Đường ơi, cây này nhấc lên cứ nhấc thẳng thôi, bởi vì dưới này nó đã có bầu rồi. Không vấn đề gì. Nhấc lên được, chú không phải ấy đâu. Không phải cuốc. Không phải cuốc đâu, nếu không thì cứ cuốc qua một lượt đi cho nó ấy cũng được. Nhấc phát từ lúc này xong thì cuốc. Anh ấy tháo cái vải ra để bọc vào đi. Cây dâu này đẹp đấy em ạ. Đấy, định hình vừa mới định hình được một cái tay thôi, cái cây này về phải không bỏ đâu. Ờ. Nhưng mà tay này để mà bỏ làm gì? Hay để bọc mầm đâu? Ờ à thế sau anh sẽ về anh dùng máy. Ờ. Máy này phải máy mới cắt được em ạ. Dâu để vô dâu nó cứng lắm. Đi rồi cắt bỏ đúng không? Còn cái mầm sống đâu? Ờ. Cắt bỏ cái thì nó xong nó ném xẹp. Nuôi mạnh cái tay lên cái ra dày răm. Dư zip là ra đầy. Dâu nó dễ sống lắm mà. Các cụ ngày xưa thì hay thường trồng một cái cây dâu phong thủy các bạn. Cây dâu phong thủy nó, các cụ thường nói là một cây dâu phong thủy nó trấn ở trong nhà. Với những cái cây dâu lớn như thế này thì tuổi đời của nó cũng phải rơi vào tầm cỡ khoảng 3-40 năm này các bạn. Nuôi cái tay đua ra sau cắt bỏ cái này đi. Ừ, một thân treo. Với những cây này thì chỉ cần nó lên lọc lên chồi thật tốt, một loại vài cái tay cành chính loáng thoáng, sau đó là quả đỏ hoặc quả đen nó buông xuống là rất đẹp các bạn. Em ơi, cây này cứ nhấc lên là được đúng không? Cứ nhấc lên là nó có bầu mà. Đấy. Sau cho bầu nó vào gốc chỗ kia cả, ngọn nó đuôi ra đây này. Ờ, cho dâu gốc về kia, đuôi ra đây. Thôi hôm nay chú cố gắng vất vả đi để anh quay cho anh em nó xem. Còn mọi ngày đi rừng đi núi với anh thì có quay được đâu. Cũng vất vả trèo leo như chú vậy. Hôm nay thì chịu khó vất vả. Xuống được rồi anh ơi. Rồi, ok đây. Đẩy xe vào đây. Rồi. Ok đây. Rồi. Cắp. Anh ơi chú được. Cắp đi. Rồi, ok. Sang lên. Sang lên đi không cái này. Cây thì cây gì cũng thế các bạn ạ, rất ưa nắng. Với sung hoặc với dâu mà các bạn mà trồng vào những cái chỗ bóng râm thì không bao giờ tay cảnh nó lên được đâu.
Rồi nhấc lên là được rồi. Anh vừa lên vừa lên. Rồi nhổ lên thôi vừa lên nhá. Thôi thôi em bảo. Anh để anh ra cần đi lên. Thôi để im đi. Không, em mẹ mà. Biết rồi, anh phải lên này được rồi, anh đẩy cần sang bên kia. Không phải lắc đâu. Thế này thì tụt mất hết, giờ chỉ còn mỗi gốc thôi. Như thế này thì không còn bầu đâu. Bới bới đi, bới đi, bới đi, thôi. Đào đi em ơi. Thế này không chỉ còn có mỗi cái gốc không mang về đấy, chả còn bầu đâu. Bởi ở dưới nó đã có bầu rồi nhưng mà chắc là đào độ trước đổ đất, xe đất lấp lên đúng không? Bới quá để nguyên trên đấy. Chỉ bới xung quanh thôi. Đấy, bây giờ là tình trạng là kéo lên thì không ổn, là phải đào thêm bầu. Nó rất dễ sống đấy nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận. Để sưu tầm được một cây dâu lớn như thế này thì không phải là dễ đâu. Những cái vùng đất không trồng dâu nuôi tằm thì làm gì có. Ở đây là vùng trồng dâu nuôi tằm ngày xưa các bạn, do vậy là nó mới có những cái cây dâu lớn như thế này. Đấy em cắt cho anh những cái rễ đi. Nhưng mà cứ nhổ đi, nhổ sẵn hơn được. Thứ nhất là cái đất của nó chặt. Đấy, cái thứ hai là còn dễ. Con đây mẹ ơi. Mẹ cứ nấu cơm đi, chưa xong mẹ. Chắc là phải tầm tiếng rưỡi nữa về đến nhà. Khoảng tiếng rưỡi nữa mẹ. Vâng mẹ. Mẹ nấu cơm cho con, có con với hai bác lái xe với để em Đức nữa thôi. Vâng. Vâng, con rủ có mời cái em ở đây nó lên nhưng mà nó không lên. Vâng. Vâng, mẹ nấu giúp con này. Vâng. Ừ. Mẹ ba hỏi là bao giờ về để nấu cơm. Ê, hay chú lên nhanh chơi, chiều anh đằng nào anh trở xuống đây ăn đám cưới. Hả? Về trông cu vợ đi làm. Về trông cu á? Ừ thôi được rồi, mày về trông cu đi. Vợ đi làm thì trông con nhá. Ngày xưa anh cũng thế suốt. Bây giờ đến lượt chú. Đấy, nó nhỏ nhỏ đang hết trông con, bây giờ trông cháu rồi. Ừ. Đời con người nó như vậy. Hết trông con rồi đến trông cháu. Mà đàn ông thì cũng phải biết lao động mà giúp đỡ vợ chú ạ. Được ạ. Cũng phải biết lao động giúp đỡ vợ chứ. Phụ nữ họ cũng khổ còn hơn cả mình. Rồi việc gì cũng nuôi nó làm thì đến lúc. Để khi nào rảnh rảnh thì lên anh. Đây đằng này chị em ơi, đằng này còn dễ to lắm, thôi. Đằng này còn dễ lớn, rất lớn. Dễ to thế nhỉ? Mới trồng được có tầm khoảng 4 tháng chứ mấy nhỉ? Khi mang về đây là trồng trong một cái chậu nhỏ lắm. Đấy,
bây giờ cái màu nó đang bị nứt rồi. Bác lên xe ơi. Cái màu nó đang bị nứt rồi, bây giờ bác ra cầm đi, nhổ thẳng. Đừng có vít đó. Bây giờ anh mình nhổ thẳng lên, anh mới ra anh cuốn cắp, ra cầm đi thôi đi. Bây giờ trên xe mình có hàng rồi, không sợ đâu. Những cây dâu này là những cây dâu quả nhiều lắm này. Đấy, anh cho tương đối này, xong rồi xuống cắt. Sau này trồng nó quả nó kín cây luôn, cả một cây dâu toàn quả này, đẹp lắm. Đấy, xuống cắt bên đây em đi. Xuống cắt bên đây, xuống cắt bên đây. Để cần im đấy, im đấy. Đó, đang xuống cắt bên, nhưng mà lên từ từ để xong. Xong cắt bên đây, xong cắt bên đây, xong cắt bên đây. Vâng. Xong cắt bên đây, xong cắt bên đây. Ok, ok, bảo đang ngon. Rồi, ok, được rồi. Ôi, bảo biết. Rồi. Chú xem cái con tử nó có rời ra rồi. À? Thế rồi sau phải nhấc cái con tử ra. Cái này. Cắt cái to rồi, cái tôm để nuôi nào. Vâng. Đây cái tôm mà. Anh nhá. Cứ để nó quấn thẳng đi. Ơ sao con tử lại rời ra thế nhỉ? Nó bay nó bám nhéo này. À đây nó bám nó vỡ mất con tử rồi. Có đánh bầu. Bỏ mối đi coi. Đầy mối rồi. Con này mối. Bên đấy cái gì buộc vào đi. Cái vải cái rẻ cái bánh đâu cái bàn nải. Nải đâu mà không? Hả? Tử này mới ra cái con ngon này đi. Ừ. Liên quan gì? Hai con này nó có dính vào nhau đây Tuấn. Trước nó dính vào nhau mà. Đâu, cả cái gì không liên quan gì. Liên quan gì luôn. Ồ kỳ lạ nhỉ. Trước lúc anh mua anh nhớ là nó dính vào nhau ở trong bầu mà. À chứng tỏ là khi mình mua là trong chậu là có hai cây. Đấy, mình chở thêm hai cây sung nữa, đây các bạn xem hai cây sung. Hai cây sung ráng long, hàng khủng. Nuôi làm được khoảng 10 năm. Còn trước đó thì nó ở bờ ao. Thôi, xong rồi cho lên đi. Cho lên đi. Quá yên tâm. Đây. Ê, nếu không lấy cái bạt thì chùm vào cho. Cái bạt xe cát này bên đây anh ơi, bên này. Bên này. Cái bạt kia nó đang che phân. Ông tí vứt cho anh hai cái chùm lên nhá. Hai cái chùm vỡ đây là anh về anh đào làm cảnh. Ông lao cắt rồi. Thôi cho đi. Chùm vỡ rồi mà. Đấy, ông cắt để ông làm cái cảnh. À thế à. Thôi anh lấy ông cắt, để ông mang máy ông vẫn đang cắt đấy. À thế à. Đấy, trồng cây cảnh đấy, hay thế. Thế anh lấy ông mang mua lưỡi ông cắt. Ừ. Vành cây dâu này khoảng bao nhiêu em? Tầm 70. Vành khoảng 70, anh nhìn nó sao to thế nhỉ? Anh xác định được cái vị trí trồng ở nhà rồi. Em ơi bảo bác ấy cẩn thận nó vướng vào cái ấy đấy nhá. Anh sợ cây này về không sống được, gốc nó ít quá. Cây nào? Cây dâu này. Sợ không sống anh dễ gì. Mình chính ra sơ ý, chính ra mình cho đảo bầu hôm cùng hai cây sung này thôi. Hôm trước là mình cho đây, mình không cắt lá cành. Nó hơi chột được tí, bây giờ lấy cắt này thì vậy, yên tâm. Cái cua này phải vào sen vào giữa. Sẽ ngắn. Lên. Rồi. Tụt cần vào đã. Anh ơi anh tụt cần đi. Đấy sóng đúc gốc nó vào đây này. Xoay cái mặt sau cái cong xuống.
Đương ơi, em lên em đỡ đi cho anh ấy. Ờ, chú đỡ ở dưới nhá. Hôm nay thì không phải làm các bạn, cho anh em người ta làm, mình chỉ quay cho các bạn xem. Đấy, mình tay nặng lắm. Không, không. Cho con mang cái dây vào đây. Vậy là mình đã cho xong một cây dâu lớn lên thùng xe mang về nhà. À, chia sẻ các bạn để chúng ta có những cái niềm vui trong cuộc sống. Bạn nào mà không thích thì bỏ qua nhé, chứ không lại bảo mình làm phiền với các bạn. À, chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ là anh em xin phép để về nhà. Sau anh sẽ cưa bỏ hết những cái ấy đi. Chỉ để những cái cành này này. Buộc hai thằng với nhau em ạ. Vậy là mình đã cho hoàn thiện hai cây sung lên xe để mang về nhà các bạn. Hai cây sung khủng, hai cây lục vừng già nhưng mà nhỏ, mấy chục năm nhưng nhỏ, và một cây dâu hàng khủng các bạn. Thôi chẳng xuống cây này, dịch lên. Gãy rồi, gãy tay gãy rồi. Dịch lên. Cho cần lên đi. Cho cần lên đi. Ôi, được rồi, đẹp hai bên rồi. Đấy, cẩu cây cẩn thận lắm, những cái tay này. Những cái tay này làm 2-3 năm mới. Được rồi. 2-3 năm mới được một cái tay mà gãy cái thì phí lắm các bạn. Mà nó mất ngay cái dáng của cây này. Vậy là đã xong. À, xin chia sẻ các bạn. Thôi rồi, cái tay đi để về. Anh ơi, cho xe ra kia xong uống chén trà đã xong về. Đấy, cây đã lên thùng rồi. Đưa mấy đứa con xa nhà nuôi xa nhà, bây giờ mang về nhà, cho chúng mày về nhà làm đẹp cho nhà. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm đứa con xa nhà. Hai thằng sung, hai thằng lục vừng, một thằng dâu. Nói là thằng thôi nhưng mà thực ra những cây này nó cũng có tuổi đời ngang tuổi mình các bạn. Anh ơi, lổ xe đi anh. Ôi chào anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá, giúp em có những cây đẹp mang về vườn để chơi. Cho mấy đứa con xa nhà về với gia đình các bạn.
để em lên.